Tuổi thơ mưu sinh vất vả và sự cố nhớ đời của nghệ sĩ cải lương Vũ Linh. Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh có tuổi thơ khốn khó, ông bươn chải từ rất sớm với đủ nghề, trong đó có những lần nam nghệ sĩ gặp sự cố nhớ đời khi bán bánh ở bệnh viện. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một trong những nghệ sĩ gạo cội của nền cải lương. Ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng từng đóng cặp với nghệ sĩ Tài Linh và tạo nên cặp đôi ăn ý suốt nhiều năm. Đặc biệt trong đó có vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, nghệ sĩ Vũ Linh hầu như ở ẩn. Mới đây nhất, nam nghệ sĩ quyết định không nộp đơn xét danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Ông nói làm nghề đến tuổi này chỉ mong được khán giả thương là đủ rồi. Ông gây bất ngờ khi chia sẻ với người hâm mộ kỷ niệm thời còn trẻ. Nam nghệ sĩ bồi hồi nhớ về những bữa cơm thiếu thốn. Cụ thể, ông nói ngày còn trẻ tôi hay ăn cơm với nước mắm chứ có gì đâu mà ăn. Nhà tôi cứ nấu một nồi cơm thật lớn rồi mọi người cùng ăn chung với nước mắm. Thở bé, nghệ sĩ đã từng rời nhà sớm để phụ gia đình. Ông cùng anh trai của mình rong ruổi đi bán hàng kiếm từng đồng để giúp đỡ cho bố mẹ đỡ cơ cực. Sự cố khi đi bán đồ, nhớ lại kỷ niệm đi bán đồ cùng anh trai, nam nghệ sĩ không khỏi nghẹn ngào. Tôi với anh Tư thường vô bệnh viện để bán bánh bao. Hồi đó tôi chỉ chừng 6-7 tuổi thôi, mới 4 giờ sáng tôi đã bị kêu thức dậy đi bán rồi. Tôi có một người chú làm y tá trong bệnh viện nên sẵn sàng chở hai anh em tôi vô đó luôn. Anh Tư của tôi thì cao to, khỏe mạnh, siêng năng nên rất giỏi đi bán. Trong những lần mưu sinh đó, ông gặp sự cố nhớ đời. Nghĩ lại, ông hài hước nói, lúc tới bệnh viện, thay vì đi bán thì tôi nằm trên băng ghế đá để mà ngủ tiếp. Tôi ngủ một giấc đến lúc mặt trời mọc luôn. Lần đó tôi về bị má bắt ăn bánh bao trừ cơm chứ sao giờ. Sau này anh Tư bị bảo vệ bắt, má nóng ruột quá nên thôi, không cho hai anh em đi bán ở đó nữa. Ngoài công việc bán bánh bao, nghệ sĩ Vũ Linh còn đi bán nước ngọt để kiếm thêm thu nhập. Ông nói rằng chủ yếu người mua hàng là những bệnh nhân ở bệnh viện. Chính nhờ sự mưu sinh từ bé nên ông nói bản thân lúc đó cũng khá lanh lợi và có nhiều kinh nghiệm bán hàng hơn. Đặc biệt, ông còn nghĩ cách giúp gia đình bán đắt khách hơn sau khi chuyển sang nghề bán bánh cuốn. Ông kể, một thời gian sau, nhà tôi còn bán thêm bánh cuốn để trang trải. Nhắc mới nhớ, hồi đó má tôi bán mà bị chê vì bánh cuốn không có hành phi. Tôi để ý có bà kia ở gần nhà, sao bả bán đắt thế? Và thế là tôi leo lên cây, nhìn xuống từ nóc nhà của bả. Thì ra, bả làm hành phi ăn kèm với bánh cuốn. Thế là tôi mới kêu má làm. Sau đó thì bán đắt hẳn. Nhớ lại thỏa hàng vi, nam nghệ sĩ luôn trân trọng và cho rằng có như thế mới nhào nặng lên một Vũ Linh cứng cỏi như ngày hôm nay. Cuối đời bệnh tật và ý định dang dở của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trong thời hoàng kim của mình, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh là kép chính không có đối thủ. 13 tuổi, Vũ Linh đã đi theo các đoàn hát, học lõm, nghệ sĩ trên sân khấu. 2 năm sau, ông chính thức gia nhập đoàn Hoa Anh Đào Kim Chưởng và trở thành học trò của nghệ sĩ Diệu Hiền. Vũ Linh bên ngoài nghịch ngợm hay hát ngẫu hứng nên nhiều lần bị Diệu Hiền đuổi đánh. Dù vậy, bà nhận ra tố chất tiềm tàng trong con người của cậu học trò nhỏ. Ở tuổi 23, Vũ Linh đã về đoàn danh tiếng Minh Tơ. Chỉ vỏn vẹn 3 tháng, Vũ Linh chính thức lên hàng kép chánh. Lúc này, nghệ sĩ đã nổi tiếng với vẻ điển trai. Đến tuổi ngoài 30, sau nhiều năm rong ruổi đi diễn, Vũ Linh về cộng tác với nhà hát cải lương Trần Hữu Trang II và sự nghiệp của ông bắt đầu tỏa sáng. Giải thưởng nặng trĩu tay của thần tài sân khấu. Từ kép tỉnh, việc gia nhập đời sống sân khấu chuyên nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi không dễ dàng. Dù vậy, Vũ Linh vẫn nhanh chóng bắt nhịp bởi sự tập trung cao độ và chăm chút cho nghề. Lê Thiện, khi ấy là trưởng đoàn 2 nhà hát Trần Hữu Trang, thấy Vũ Linh nhanh nhẹn, sáng tạo, luôn đầu tư từng vai diễn. Bà nhận xét các gia tộc hàng đầu trong mảng tuồng cổ như Minh Tơ, Quỳnh Long chỉ thiên về diễn nhưng ca không xuất sắc. Khi đó, Vũ Linh là cái tên hiếm hoi thanh sắc toàn vẹn, vừa điển trai, phong thái hào hoa, giọng ca, diễn xuất và vũ đạo đều đạt đến độ chín mùi. Hơn hết là có tư duy đạo diễn. Không ngoài dự đoán của Lê Thiện, năm 1991, Vũ Linh đoạt giải thưởng Trần Hữu Trang danh giá nhất trong bộ môn cải lương. Mùa đầu tiên cùng với Tài Linh, Thanh Tâm, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng và Ngọc Huyền. Ban đầu, giải này vốn giới hạn trong đối tượng tham dự không quá 35 tuổi. nhưng 4 năm sau, giải thưởng Trần Hữu Trang mở thêm hạng mục xuất sắc. Vũ Linh ở tuổi 37 đã tiếp tục trở thành nghệ sĩ đầu tiên đoạt giải. Điều đáng nói, Vũ Linh giành huy chương vàng không bởi vai sở trường kép đẹp mà là kép lão. Anh hóa thân tài tình thành lão tướng Nguyễn Địa Lô trong vở Bức Ngôn Đồ Đại Việt, chinh phục tuyệt đối hội đồng giám khảo. Nghệ sĩ hàng đầu trong làng cải lương như Thanh Tòng, Diệp Lan, Bạch Tuyết, Diệu Hiền, Lê Thiện đều thừa nhận tài năng của nghệ sĩ Vũ Linh. Ở thời đỉnh cao, ông là kép chánh không có đối thủ. Vũ Linh được mệnh danh là ông hoàng cải lương Hồ Quảng khi góp phần đưa sân khấu cải lương tuồng cổ trở lại giai đoạn vàng son hơn so với các vở Sa Phu Đi Sứ, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Xử Án Bàn Quý Phi, Ngọc Kỳ Lân, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ, Chiêu Quân Cống Hồ, Tiết Đinh Sang, Cầu Phàn Lê Quê, Trảm Trịnh Ân. Thập niên 1990, khi video cải lương thịnh hành, Vũ Linh tiếp tục ghi hình khoảng 400 sản phẩm tuồng cổ và xã hội, giúp cho tên tuổi của ông lan ra cả hải ngoại. Giai đoạn đó, nghệ sĩ ưu tú quay từ 2 đến 3 ngày một vở và 1,5 ngày một vở. Từ đây, ông có thêm biệt danh đó là ông hoàng video. Một danh xưng khác của nghệ sĩ Vũ Linh đó là thần tài sân khấu. Giai đoạn hoàng kim, Vũ Linh và Tài Linh là cặp nghệ sĩ cải lương sóng thần. Họ đi diễn ở đâu, khán giả ùng ùng kéo tới nơi đó. Một đêm diễn ở Đồng Môn, Vạn Ninh, Khánh Hòa, cặp Vũ Linh Tài Linh đã hút 12.000 khán giả, một con số không tưởng ở thời đó. Ông nhìn ra ngoài mà cứ tưởng như rừng đuốc. Vì thế các bầu show đã kháo nhau, đêm nào có Vũ Linh thì yên tâm, cháy vé không kể đoàn nào. Có ai thời lượng ông xuất hiện bao lâu, nhiều đoàn chấp nhận trả ông một nửa doanh thu một đêm chỉ để diễn lấy tên của Vũ Linh trên băng rôn áp phích. Thậm chí nghệ sĩ nhân dân Bể Nam sinh thời từng mời Vũ Linh và Tài Linh đến nhà để trò chuyện. Cây đại thụ của kịch nói, theo lời của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, thừa nhận là khán giả trung thành của cặp đôi. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân đã nói với Vietnamnet, kịch nói có Thành Lộc thì cải lương có Vũ Linh, bà gọi họ là song hùng kỳ hiệp của hai lĩnh vực sân khấu. Khi cải lương bước vào giai đoạn thối trào của thập niên 90, Vũ Linh thử sức làm bầu show, bầu đòn. Ông vừa thành lập không lâu thì đã gặp trắc trở. Những chuyến lưu diễn liên tiếp gặp thất bại, ông buồn và giải tán đoàn. Sau đó Vũ Linh gặp biến cố gia đình khi mẹ mất, gái bỏ nhà đi, nghệ sĩ khủng hoảng tinh thần, muốn buông xuôi, sự nghiệp cũng thế mà bị gián đoạn. Năm 2010, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã dồn tâm huyết sản xuất chương trình Người Đưa Đò, góp phần nâng đỡ nhiều tên tuổi như Vũ Linh, Bình Tinh, Thi Trang, Lê Hồng Thấm. Thương hiệu này đã thực hiện được 5 năm thì phải dừng lại do thua lỗ, lép vế trước các loại hình giải trí hấp dẫn khác của thời đại. Vũ Linh từng khao khát thực hiện Người Đưa Đò 6, nhưng ý định này chưa được thực hiện thì mãi mãi dang dở. Những năm cuối đời, Vũ Linh gần như vắng bóng. Ông mắc bệnh. Kể từ năm 2019, ông chỉ góp mặt trong các đêm diễn của con, cháu. Mỗi lần hiếm hoi xuất hiện thì các đêm diễn của ông đều cháy vé, dù thời vàng son của cải lương hay của chính ông đều đã đi vào dĩ vãng. Đặc biệt khi trở lại sân khấu Quỳnh Long, diễn dở Mạnh Lệ Quân Kỳ Nữ cùng Bình Tinh, Vũ Linh đã tạo nên cơn sốt. Ban tổ chức đã phải kê thêm ghế phụ theo yêu cầu của khán giả. Một số khác chạy vào hậu trường để nhìn tận mắt ông hoàng của hiện tại. Cao, sức yếu, Vũ Linh đã dồn tình yêu, tâm huyết và tinh hoa nghề nghiệp để truyền cho các con Bình Tinh, Vũ Linh. Những đêm diễn hiếm hoi mà ông tham gia, ông cũng thường xuyên dạy cho các con về nghề. Cứ thế ông sống âm thầm và giản dị, thỉnh thoảng đón tiếp đồng nghiệp đến thăm.